hàng ngàn thử nghiệm lâm sàng cho thế giới cho thấy sữa non an toàn và hiệu quả. Lịch sử hàng trăm năm sử dụng sữa non của con người cùng hàng ngàn nghiên cứu khoa học của việc lâm sàng trên người ở khắp thế giới đã cho thấy sữa non từ bò an toàn và hiệu quả. Việc tái khám phá sử dụng sữa non và hoạt động nghiên cứu rộng rãi sau đó cho thấy rằng chúng ta đã sở hữu một trong những thực phẩm bổ sung quan trọng nhất để tăng cường hệ miễn dịch và tái tạo mô cơ thể, và thực phẩm này luôn sẵn có. Xử lý sữa non để đạt hiệu quả tối đa. Để đạt được hiệu quả tối đa thì sữa non nên được lấy từ những con bò không sử dụng kháng sinh và hormone. Một điều quan trọng nữa là sữa non phải được chuẩn hóa bằng cách thu thập từ một số lượng lớn những con bò khỏe mạnh. Điều này đảm bảo một số yếu tố miễn dịch sẽ ở mức nhiều nhất có thể. Sữa non không được chuẩn hóa thì hầu như không có giá trị sử dụng. Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm EG có thể làm giảm hiệu quả của sữa non. Một số sữa non được xử lý theo thao tác để nâng mức globulin miễn dịch. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây thì đã chỉ ra rằng tỷ lệ phần trăm globulin miễn dịch cao hơn thực ra có thể làm giảm hiệu quả chống lại nhiễm trùng của sữa non. Sữa non hoạt động hiệu quả nhất là được xử lý nhẹ nhàng, nhưng vẫn giữ được sự cân bằng của các yếu tố miễn dịch và yếu tố tăng trưởng như dụng ý của tự nhiên. Sữa non tốt nhất đến từ những con bò được chăn thả. Nếu có thể, hãy thử tìm sữa non được thu thập từ những con bò được chăn thả chủ yếu trên đồng cỏ. Khi một con bò ăn cỏ tươi non, sẽ nhận được các enzyme sống vốn được tự nhiên thiết kế để dành cho nó ăn. Nhờ đó, sữa non của nó sẽ chứa nhiều enzyme có lợi hơn. Và điều này giúp cho con người dễ dàng hấp thu những lợi ích của sữa non hơn. Sữa non nên hòa tan trong nước để đạt được đầy đủ lợi ích. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng sữa non hòa tan được trong nước sẽ dễ hấp thu hơn. Nếu dùng sữa non chỉ hòa tan một phần, bạn có thể sẽ không nhận được đầy đủ những lợi ích từ sữa non. Với sữa non dạng viên nang, bạn có thể kiểm tra độ hòa tan bằng cách rút phần ruột trong một viên nang vào một cốc nước. Nếu nó tan nhanh thì khuấy, tức là có độ hòa tan tốt. Nhiệt độ quá cao sẽ phá hủy hoạt tính sinh học. Các thử nghiệm trên một số nhãn hiệu sữa non khác nhau thì đã chỉ ra rằng khi sữa non được xử lý với nhiệt độ quá cao, phần lớn các hoạt tính sinh học của sữa non sẽ mất đi. Nhìn chung, dạng bột thì tốt hơn dạng viên nén. Hiện tượng hoạt tính sinh học của sữa non bị phá hủy đặc biệt đúng với sữa non dạng viên nén. Nhiệt sinh ra khi tạo hình viên nén có thể cao đến mức làm tổn hại nghiêm trọng đến các giá trị của sữa non. Không phải sữa non nào cũng được xử lý theo các hướng dẫn nghiêm ngặt. Hiện tại không có tiêu chuẩn quy định nào được áp đặt cho việc thu thập và xử lý sữa non. Một số sữa non có chứa các sản phẩm độn rẻ tiền như phụ phẩm của đạm whey làm suy giảm trầm trọng mức độ hiệu quả của sữa non. Sữa non cần được thu thập trong 24 giờ đầu tiên. Nếu sữa non không được thu thập trong 24 giờ đầu tiên sau khi con bê được sinh ra thì rất nhiều yếu tố tăng trưởng và yếu tố miễn dịch quan trọng sẽ không còn nữa. Chuyển giao bằng phương pháp liposome để đảm bảo khả năng sinh học đầy đủ. Trong vòng 2 ngày sau sinh, hệ tiêu hóa của con người sẽ bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm này, một số yếu tố quan trọng của sữa non mới có thể bị tiêu hóa và không còn tác dụng nữa. May mắn thay, sữa non có được một sự bảo vệ một cách tự nhiên chống lại axit dạ dày ở mức độ vừa phải. Nhưng cơ chế này có thể dễ dàng bị phá hủy nếu dùng sữa non chung với thức ăn, đặc biệt là thức ăn có nhiều chất béo, vốn cần nồng độ axit clohydric mạnh trong dạ dày để tiêu hóa chúng. Đây là lý do tại sao uống sữa non khi bụng đói mới phát huy được hiệu quả tối đa. Tuy nhiên, so với cơ chế bảo vệ tự nhiên của sữa non, thì nghiên cứu hiện đại đã tìm các cách bảo vệ các chất trong sữa non khỏi tác động của hệ tiêu hóa cơ thể hữu hiệu hơn nhiều. Nhờ đó, để đảm bảo rằng cơ thể có thể dễ dàng hấp thu mọi yếu tố miễn dịch và yếu tố tăng trưởng có trong sữa non. Phương pháp để đạt được điều này được gọi là chuyển giao bằng liposome. Trong quá trình xử lý, các phân tử sữa non được bao phủ bởi một màng chất béo tí hon
giúp cách ly các phân tử này khỏi axit tiêu hóa trong dạ dày của chúng ta. Tất nhiên, phương pháp ấy khiến cho loại sữa non này đắt hơn, nhưng cần nhớ rằng sữa non được xử lý đúng quy tắc luôn cho kết quả tuyệt vời khi uống với nước lúc bụng đói. 10 tiêu chuẩn dành cho sữa non có chất lượng cao nhất. Để giúp bạn đánh giá các nhãn hiệu sữa non khác nhau, thì sau đây chúng tôi sẽ tóm tắt các tiêu chuẩn mà bạn nên nghiên cứu nếu muốn tìm ra loại sữa non có chất lượng cao. Thứ nhất, nó phải tan hoàn toàn ở trong nước và chưa từng bị đông đá. Thứ hai, chỉ nên lấy sữa non từ bò loại A, khỏe mạnh và được chứng nhận sau khi đã đáp ứng nhu cầu sữa cho con B mới sinh. Ba, chỉ nên thu thập từ 2 lần vắt đầu tiên sau khi bò mẹ sinh con lần thứ nhất, lần thứ hai để đảm bảo sữa non có hoạt tính sinh học tối đa. Thứ tư, chỉ nên thu thập từ những con bò được nuôi chủ yếu bằng phương pháp chăn thả trên đồng cỏ, được chứng nhận là không sử dụng kháng sinh hoặc hormone. Thứ năm, sữa non phải được thanh trùng nhanh để đảm bảo giữ lại hoạt tính vi sinh vật cao nhất. Thứ sáu, nên trộn lẫn sữa non của hàng ngàn con bò để chuẩn hóa và tối đa hàng tỷ các yếu tố miễn dịch. Thứ bảy, nên loại bỏ chất béo không mong muốn trong quá trình xử lý và sấy khô sữa non mà không cần gia nhiệt. Quá trình này tốn kém và mất thời gian hơn so với cách xử lý thông thường và ở nhiệt độ cao. Thứ tám, nó phải được phòng thí nghiệm kiểm tra để chứng nhận là không có khuẩn E. coli, Salmonella, kim loại nặng, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật và các chất gây hại khác. Thứ 9, nó phải được phòng thí nghiệm kiểm tra để chứng nhận có lượng tiểu cầu cao, một dấu hiệu của hàm lượng globulin miễn dịch kháng thể và hệ vi sinh đường ruột tích cực, thân thiện. Thứ 10, quan trọng nhất, sữa non phải được thu thập và xử lý bởi một công ty sữa được cơ quan chính phủ có thẩm quyền phù hợp chứng nhận, ví dụ như Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Các công ty thì nên thể hiện bằng chứng nhận về các chứng nhận này trên các nhãn hoặc trong tài liệu của họ. Không có nhiều nhà sản xuất sữa non từ bò đáp ứng được các tiêu chuẩn cao kể trên. Vì vậy, hãy đọc nhãn sản phẩm cẩn thận và tìm hiểu kỹ về công ty. Cũng xin lưu ý rằng nhiều sữa non được chế biến cho ngành thú y và không có chủ ý dùng cho người. Các tổ chức nghiên cứu độc lập. Một cách khác để tìm được sữa non có chất lượng cao là liên hệ với một tổ chức nghiên cứu độc lập như Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng, Center for Nutrition Research, CNR, Sandola, Azizola, và CNA có thể cung cấp miễn dịch miễn phí qua email danh sách các nhà chế biến sữa non đáp ứng được các nguyên tắc.